cuộc tìm kiếm sự sống ngoài trái đất đã lên đến đỉnh điểm, với những địa điểm có thể tìm thấy sự sống vi sinh vật thậm chí là sao Hỏa, mặt trăng Europa của sao Mộc, mặt trăng Titan và Enceladus của sao Thổ, mặt trăng Triton của sao Hải Vương và thậm chí cả những đám mây của địa ngục Kim Tinh. Vô số sứ mệnh đã được gửi đến những thế giới tuyệt vời này, với nhiều sứ mệnh khác đã được phê duyệt và đưa ra ngày phóng phỏng đoán, bao gồm sứ mệnh Europa Clipper của NASA và sứ mệnh DAVINVI cộng và VEARITAS của NASA tới sao Kim trong vài năm tới. Nhưng còn sao Diêm Vương? Tại sao thế giới xa xôi chỉ lạnh lẽo, dự định chơi chữ này không thể thoát ra trong vành đai Kuiper cũng có tiềm năng cho sự sống? Có phải chúng ta đã cho phép việc phân loại lại của sao Diêm Vương thành một hành tinh lùn khiến chúng ta nghi ngờ về khả năng tồn tại sự sống ở đó không? Có thể đó là khoảng cách rất xa so với trái đất, do tàu vũ trụ New Horizon của NASA đã mất 9 năm để du hành trong khoảng không để thực hiện chuyến bay nhanh chóng đến thế giới băng giá nhỏ bé này. Tuy nhiên, chuyến bay ngắn ngủi đó đã tiết lộ một thế giới khác rất nhiều mà chúng ta đã hình dung ban đầu. Theo đúng nghĩa đen, chúng ta đã nhìn thấy một thế giới có núi, thung lũng và đồng bằng, cùng với các miệng núi lửa, cho thấy một bề mặt tương đối trẻ và một bề mặt mà các nhà khoa học đã chỉ ra có thể đang hoạt động về mặt địa chất ngày nay. Các nghiên cứu khác đã chỉ ra khả năng tồn tại một đại dương nước lỏng dưới bề mặt trên sao Diêm Vương, hiện tại hoặc trong quá khứ của nó. Các đại dương đã được chứng minh là đã tồn tại trên Europa và Enceladus, với khoảng cách đáng kinh ngạc và thời gian cần thiết để các tàu vũ trụ thông thường có thể đến được sao Diêm Vương. Có thể phải mất vài thập kỷ nữa chúng ta mới đến thăm thế giới băng giá này một lần nữa. Nhưng đây là lý do tại sao chúng tôi làm khoa học và đây là bản chất của việc khám phá, để xem những gì xung quanh khúc cua tiếp theo trên con đường và thăm những thế giới xa xôi chưa được biết đến. Nếu sự sống tồn tại ở đó, trên bề mặt hoặc ngay bên dưới, nó sẽ như thế nào? Nó sẽ giống cuộc sống như chúng ta biết, hay một cái gì đó hoàn toàn mới và khác? Cuộc tìm kiếm sự sống bên ngoài trái đất đang diễn ra sôi nổi khi khả năng xuất hiện các thế giới có sự sống tăng lên. Và không có lý do gì khiến sao Diêm Vương phải bỏ mặc khi chúng ta tiếp tục nghiên cứu khoa học và khám phá những thế giới chưa được biết đến này. Với địa chất đang hoạt động và triển vọng về một đại dương dưới bề mặt, đây là lý do tại sao chúng ta sẽ tìm thấy sự sống trên sao Diêm Vương và tại sao chúng ta phải quay trở lại. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!